Anh đây. Logo mới đúng không anh? Tại em thấy có vẻ to hơn trước đúng không? Chắc chắn là đương nhiên rồi. Chắc chắn mà còn đương nhiên nữa. Chính xác, em rất để ý luôn. Đây là cái bản logo mới anh mới vừa hoàn thiện. Cái logo này anh thiết kế theo thông số kích thước đặc biệt dành cho áo vest và vẫn sử dụng được trên áo sơ mi, nhưng mà hợp nhất là sẽ trên áo vest. Kích thước này to gấp 3 lần kích thước logo cũ. Và còn một bản nữa mà mình đang hoàn thiện, đó là bản gấp đôi thôi. Có nghĩa là em biết gấp đôi làm chi không? Dạ, để chi vậy anh? Để gắn lên áo sơ mi. Bởi vì áo vest phải to gấp 3 lần mới đẹp, mới hài hòa. Áo sơ mi to gấp 2 lần cái logo cũ. Còn nếu như cái này gắn lên áo sơ mi cũng được, nhưng mà những áo sơ mi nó nhìn nó dài một chút là rất đẹp. Gấp 3 cái kích thước cũ, vậy thì cái giá tiền á, nó có gấp 3 cái cũ không anh? Gấp hơn nhiều lần luôn em. Em biết sao không? Dạ sao vậy anh? Tại vì vàng nhiều, công nhiều, hao hụt nhiều, kim cương nhiều, kim cương to. Bản logo cũ không có đến kim cương viền ngoài của logo, chỉ có đến 3 viên kim cương bên trong logo thôi. Và phiên bản này bên trong logo là 3 viên kim cương vuông to nữa. Mà kim cương em biết rồi, to hơn xíu thôi là giá trị hơn viên kim cương nhỏ rất nhiều. Đây hoàn toàn là được sử dụng công nghệ cao, công nghệ chuyên nghiệp nén vàng đặc biệt không bọt. Và tất cả cháo này được chạy máy ra, không phải là làm tay, nên là cháo rất cứng. Và từng viên kim cương này là được kỹ thuật chuyên nghiệp cao cấp chuyên sâu của mình đưa vào từng viên một. Phải tuyển chọn lại những viên đẹp nhất trong những lô đẹp nhất để được sản phẩm hoàn hảo như vậy. Và rất nặng nha, nặng lắm. Nhìn đơn giản như vậy thôi nhưng mà 6 chỉ 24 nặng, rất nhiều viên kim cương và 3 viên kim cương vuông ở giữa to. Độ hoàn hảo là gần như là tuyệt đối bởi vì đây là được chải máy công nghệ cao. Vậy thì cái logo này giá là bao nhiêu vậy anh? Cái logo này Kỳ Lân mình hoàn thiện là trên 60 triệu đồng em nhé. Và đây, Kỳ Lân đang sử dụng phiên bản logo này cho cái áo sơ mi luôn. Tức là đây là cái ghim cài áo. Thường thì mình ra ngoài giao tiếp, mình sẽ tạo cho mình một cái bộ nhận diện riêng của mình. Và Kỳ Lân có một bộ nhận diện thương hiệu riêng của mình, đó chính là logo Vương Miện. Trên mặt thắt lưng của mình cũng vậy. Mặt thắt lưng được làm từ vàng trắng và vàng vàng, có đến 3 viên kim cương logo Vương Miện. Đôi giày cũng sử dụng logo Vương Miện bằng vàng đến 3 viên kim cương. Chìa khóa xe Mercedes này cũng được chế tác nguyên khối vàng AU750, vàng trắng, vàng hồng và có logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury. Trên từng cái nút áo của Kỳ Lân đang sử dụng, từng nút áo này cũng được làm từ vàng trắng, có logo Vương Miện đến kim cương ở vòng tròn ngoài. Và nút áo này Kỳ Lân có phiên bản vàng trắng, vàng hồng, vàng vàng. Và ở những clip trước Kỳ Lân đã review về những nút áo bằng vàng vàng rồi, vàng hồng rồi. Bây giờ là chiếc nút áo vàng trắng đến kim cương. Túi clutch, túi đồ da của mình, tất cả sản phẩm đồ da của Kỳ Lân Luxury cũng là logo vàng có đến kim cương. Tất cả thời trang đồ da của Kỳ Lân Luxury cũng vậy, sử dụng logo vàng nguyên khối đến kim cương. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.